Xin chào các em. Thầy xin giới thiệu, thầy tên Phan Văn Trí, là giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Long An. Thì trong chương trình hôm nay, thầy sẽ phụ trách các em một cái chuyên đề toán hình học lớp 12. Chuyên đề này là thể tích của khối đa diện. Khái niệm về đa diện lòi, đa diện đều chúng ta đã được làm quen ở các cái bài học trước. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào phần còn lại của chuyên đề là thể tích của khối đa diện. Trước tiên, chúng ta vào phần lý thuyết về khái niệm thể tích khối đa diện. Ta vào mục nhỏ, khái niệm về thể tích khối đa diện. Cho khối đa diện H, khi đó thể tích của khối đa diện H là số dương VH thỏa mãn. Thứ nhất, nếu H là khối lập phương có cạnh bằng 1, thì VH sẽ bằng 1. Thứ hai, nếu hai khối đa diện H1 và H2 bằng nhau, thì VH1 bằng VH2. Thứ ba, nếu khối đa diện H được phân chia thành hai khối đa diện H1 và H2, thì khi đó V của H sẽ bằng VH1 cộng VH2. Đó là chúng ta khái niệm qua về thể tích của khối đa diện. Ta vào định lý. Thể tích của khối hộp chữ nhật có 3 kích thước A, B, C là V bằng tích của A nhân B nhân C. Ta vào phần thứ hai, hai nhỏ là thể tích của khối chớp. Thể tích của khối chớp được tính bằng công thức V bằng 1 phần 3 B nhân H, trong đó B là diện tích của đa giác đái, H là chiều cao của khối chớp. Ta có thể tham khảo hình vẽ kế bên. Thứ ba là thể tích của khối lăn trụ. Thể tích của khối lăn trụ được tính bằng công thức V bằng B nhân H, trong đó B cũng là diện tích của đa giác đái và H là chiều cao của khối lăn trụ. Ta lưu ý, lăn trụ đứng có chiều cao chính là độ dài của cạnh bên. Ta sang phần thứ tư là các cái kiến thức cần nhớ. Thì chúng ta cần nhắc lại một số cái công thức để chúng ta tính cái thể tích của các cái khối mà chúng ta vừa học công thức. Thì thầy hệ thống lại các kiến thức như sau. Thứ nhất là nhóm các công thức về hệ thức lượng trong tam giác vuông. Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH thì ta có các cái hệ thức lượng trong tam giác, cụ thể nó gồm có 6 cái hệ thức lượng sau đây. Hệ thức thứ nhất đó chính là nội dung của định lý Pythagore, BC bình phương bằng AB bình phương cộng AC bình phương. Hệ thức thứ hai là AH nhân BC bằng AB nhân AC. Hệ thức thứ ba, AB bình phương bằng BH nhân BC. Tương tự, chúng ta có AC bình phương bằng CH nhân cho BC. Công thức thứ năm là 1 phần AH bình phương bằng 1 phần AB bình phương cộng 1 phần AC bình phương. Và công thức cuối cùng là AH bình phương sẽ bằng BH nhân cho CH. Tiếp theo là các nhóm công thức về hệ thức lượng trong tam giác thường. Thì cho tam giác ABC, ta đặt A nhỏ là cạnh BC, B nhỏ là cạnh AC và C nhỏ là cạnh AB. Thì ta có, thứ nhất đó là nội dung của định lý cosine. Thì nội dung của định lý cosine, ta có A bình phương bằng B bình phương cộng C bình phương trừ 2BC nhân cos góc A. Và áp dụng quy luật tương tự, ta sẽ tính được B bình phương và C bình phương. Tiếp theo đó là định lý sin trong tam giác. Thì ta có A chia sin góc A bằng B chia sin góc B bằng C chia sin góc C bằng 2R lớn, với R lớn là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Ta sang nhóm công thức tiếp theo, đó là nhóm công thức về diện tích của tam giác. Nhóm công thức thứ nhất, đó là diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 A nhân HA bằng 1 phần 2 B nhân HB bằng 1 phần 2 C nhân HC. Thì nhóm công thức này ta thường gọi đó là diện tích tam giác bằng 1 phần 2 đáy nhân cao. Nhóm công thức thứ hai, đó là S ABC bằng 1 phần 2 B nhân C nhân sin góc A và bằng 1 phần 2 A nhân C nhân sin góc B và bằng 1 phần 2 A nhân B nhân sin góc C. Và diện tích tam giác còn được tính bằng A nhân B nhân C chia 4R lớn. Và công thức tiếp theo là SABC bằng B nhân R với B là nửa chu vi và R nhỏ này là bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác. Và cuối cùng đó là cái công thức Heron, S bằng căn bậc 2 của B nhân B trừ A nhân B trừ B nhân B trừ C. Và nhóm công thức tiếp theo đó là công thức về độ dài đường trung tuyến của tam giác. Thì chúng ta xem cái nhóm công thức này. Tiếp theo là chúng ta xét về các cái trường hợp đặc biệt, các cái đa giác đặc biệt và chúng ta tính cái diện tích của chúng. Thứ nhất đó là diện tích của tam giác vuông. Thì diện tích tam giác vuông
được tính bằng công thức là 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông. Thì công thức thì thầy sẽ chọn một cái tam giác cụ thể để thầy ghi cái công thức ra. Nhưng mà nói thì chúng ta nói theo một cái cách để cho chúng ta dễ nhớ. Cái thứ hai là diện tích của tam giác đều. Thì diện tích tam giác đều được tính bằng cạnh bình phương nhân căn 3 chia 4. Và đường cao, đường trung tuyến, đường phân giác của tam giác đều nó bằng nhau và được tính theo công thức là bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Về hình vuông thì diện tích của hình vuông bằng bình phương của cạnh và đường chéo của hình vuông được tính bằng cạnh nhân căn 2. Và đối với hình chữ nhật thì diện tích hình chữ nhật thì chúng ta có nó sẽ bằng tích của hai cái cạnh và đường chéo của nó chúng ta sẽ áp dụng công thức Pythagore, chúng ta sẽ tính ra được độ dài đường chéo của hình chữ nhật. Đối với hình thoi, diện tích của hình thoi sẽ bằng 1 phần 2 tích hai đường chéo. Đặc biệt là một trong các góc của hình thoi bằng 60 độ thì khi đó hình thoi sẽ được tạo bởi hai tam giác đều. Và cuối cùng là cái hình thang thì chúng ta có công thức tính diện tích của hình thang sẽ bằng đáy lớn cộng đáy bé nhân cho chiều cao tất cả chia 2. Thì đó là một số cái công thức để áp dụng trong cái việc chúng ta tính cái thể tích của một cái khối đa diện mà chúng ta đã biết công thức. Thì ngoài ra chúng ta cần phải nắm một số cái kiến thức ở cái chương cuối của lớp 11, đó là cái chương về quan hệ vuông góc. Chúng ta phải nắm được các cái phương pháp chứng minh trong không gian, ví dụ như chứng minh đường thẳng vuông góc với đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc, rồi cách xác định góc và khoảng cách. Ví dụ như là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa hai mặt phẳng. Và về khoảng cách thì chúng ta sẽ biết được cách xác định khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, điểm đến mặt phẳng, là khoảng cách giữa hai đường thẳng và khoảng cách giữa hai mặt phẳng, vân vân. Chúng ta vào phần B lớn, đó là phần bài tập tự luận. Ta sẽ đi vào 5 dạng. Vào dạng thứ nhất là tính thể tích của khối chớp có cạnh bên vuông góc với đáy. Ta vào bài đầu tiên. Cho hình chớp SABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh AB bằng A, cạnh AC bằng 2A. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA bằng 2A. Tính thể tích của khối chớp SABC. Đây là một bài toán áp dụng cơ bản cho cái công thức mà chúng ta vừa học. Thì chúng ta phân tích cái bài toán là yêu cầu tính thể tích của khối chớp. Thì công thức tính thể tích của khối chớp là V bằng 1 phần 3 B nhân H. Trong đó B là diện tích đáy và H là chiều cao. Do đó ta chỉ cần tính được diện tích của đáy hình chớp và tính được cái chiều cao của hình chớp. Thì giả thiết người ta cho cạnh bên SA vuông góc với đáy, cho nên SA nó sẽ là đường cao. Trước tiên là chúng ta sẽ tham khảo về cái hình vẽ. Đây là hình vẽ của bài số 1. Thì chúng ta có đường cao của hình chớp này là SA bằng 2A. Và diện tích của đáy chính là diện tích tam giác ABC. Và giả thiết cho tam giác này vuông tại A, cho nên diện tích nó sẽ bằng AB nhân AC chia 2 và bằng A bình phương. Và áp dụng công thức tính thể tích thì ta sẽ ra được thể tích của khối chớp này bằng 2A mũ 3 chia 3. Ta sang bài thứ 2. Cho hình chớp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Góc giữa SC và ABCD là 60 độ. Tính thể tích của khối chớp SABCD. Thì bài này là thuộc chung dạng với bài số 1, cho nên cái đường cao của chúng ta là biết rồi. Nhưng mà cái giả thiết người ta sẽ thay đổi trong cái việc tính toán để cái bài toán nó sẽ khác hơn. Thì ở đây nó có nhắc tới một cái phần kiến thức, đó chính là góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy nhắc lại, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng chính là góc giữa đường thẳng đó và hình chiếu của nó lên mặt phẳng. Vậy ở đây người ta cho góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABCD, thì ta cần tìm hình chiếu của SC lên ABCD để chúng ta sẽ xác định được góc giữa đường và mặt trong trường hợp này. Thì trước tiên ta cũng quan sát cái hình vẽ của bài toán này. Thì ta thấy SA vuông góc với lại mặt phẳng ABCD, cho nên hình chiếu của điểm S lên mặt phẳng ABCD chính là điểm A. Và hình chiếu của điểm C lên mặt phẳng ABCD chính là điểm C vì nó nằm trên mặt phẳng đó. Do đó AC sẽ là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng ABCD. Vậy từ giả thiết chúng ta sẽ suy ra được cái góc SCA sẽ bằng 60 độ. Và do ABCD là hình vuông nên cái AC là đường chéo và được tính bằng cạnh nhân căn 2, cho nên AC sẽ bằng là 2A nhân căn 2 vì cạnh của hình vuông là 2A. Và SA sẽ được tính bằng AC nhân tan của góc 60, đây là áp dụng trong tam giác vuông SAC và chúng ta ra được SA bằng 2A nhân căn 6. Do đó thể tích của khối chớp SABCD là V sẽ được tính bằng công thức
1 phần 3 SA nhân cho diện tích của ABCD và chúng ta ra được kết quả là 8 phần 3 A mũ 3 nhân căn 6. Chúng ta sang cái bài số 3 của dạng 1. Cho khối chớp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh A. SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa hai mặt phẳng SBD và ABCD bằng 30 độ. Tính thể tích của khối chớp SABCD. Thì giả thiết của bài toán này có xuất hiện là góc giữa hai mặt phẳng, đó là SBD và ABCD. Cho nên chúng ta cũng cần phải nắm lại cái cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Thì để xác định góc giữa hai mặt phẳng thì ta làm như sau. Thứ nhất là các em sẽ tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. Thứ hai là trong hai mặt phẳng ta lần lượt vẽ hai cái đường thẳng A và B cùng vuông góc với giao tuyến của hai mặt phẳng này tại một điểm. Thì khi đó góc giữa hai đường thẳng A và B chính là góc giữa hai mặt phẳng. Vậy trước tiên chúng ta cũng vẽ hình cho bài toán này. Vẫn có đường cao là SA. Và trong trường hợp này chúng ta nên xác định góc giữa mặt phẳng SBD và mặt phẳng ABCD. Thì ta gọi O là tâm của hình vuông ABCD. Khi đó ta sẽ có được là BD sẽ vuông góc được với AO do ABCD là hình vuông. Thứ hai là BD sẽ vuông góc với SA, do đó BD sẽ vuông góc với mặt phẳng SOA. Và BD vuông với mặt phẳng SOA cho nên ta sẽ suy ra được BD vuông góc với SO. Mặt khác, BD là giao tuyến của hai mặt phẳng ABCD và SBD. Do đó, chúng ta sẽ xác định được góc giữa mặt phẳng SBD và ABCD chính là góc SOA. Và góc này, theo giả thiết, nó sẽ bằng 30 độ. Ta xét tam giác vuông SOA có SA sẽ bằng OA nhân cho tan của góc SOA. Và OA sẽ bằng 1 phần 2 của AC, cho nên ta thế vô ta tính được SA sẽ bằng A chia cho căn 6. Và ta sẽ suy ra được thể tích của khối SABCD bằng 1 phần 3 diện tích của ABCD nhân cho SA. Và ta thế vào ta sẽ được kết quả là A mũ 3 căn 6 chia 18. Ta sang dạng toán thứ hai. Thể tích của khối chớp có mặt bên vuông góc với đáy. Dạng này nó sẽ có liên quan đến một phần kiến thức, đó là hai mặt phẳng vuông góc. Thì chúng ta lưu ý một điều là hai mặt phẳng vuông góc thì một đường thẳng bất kỳ nằm trong mặt phẳng này chưa chắc vuông góc với mặt phẳng kia. Nhưng một đường bất kỳ nằm trong mặt này mà vuông góc với giao tuyến thì sẽ vuông góc với mặt phẳng kia. Đó chính là cái cơ sở để chúng ta xác định cái đường cao của cái hình chớp trong cái dạng toán này. Ta vào bài đầu tiên của dạng 2. Cho hình chớp SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại C. Tam giác SAB đều cạnh A và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. H là trung điểm của AB, tính thể tích của khối chớp SABC. Thì giả thiết của bài toán này là cho cái mặt phẳng SAB và mặt phẳng ABC vuông góc với nhau. Cho nên chúng ta sẽ xác định cái đường cao của khối chớp này dựa vào cái giả thiết này. Thì do tam giác SAB đều cạnh A nên đường cao của tam giác này sẽ là SH và SH sẽ được tính bằng A căn 3 chia 2. Và mặt phẳng SAB và mặt phẳng ABC vuông góc với nhau theo giao tuyến AB và SH vuông góc với AB cho nên SH sẽ vuông góc với mặt phẳng ABC. Và do tam giác ABC vuông cân tại C cho nên ta sẽ tính được cái cạnh AC nó sẽ bằng cạnh BC và nó bằng cạnh AB chia cho căn 2 và bằng A chia căn 2. Trong trường hợp này là ta áp dụng công thức tính nhanh, đó là cạnh góc vuông của tam giác vuông cân nó sẽ bằng cạnh quyền chia cho căn 2. Từ đó chúng ta sẽ tính ra được diện tích của tam giác ABC bằng cạnh bình phương chia 4 và thế vào công thức tính thể tích của khối SABC ta sẽ ra được kết quả là A mũ 3 căn 3 chia 24. Ta sang bài thứ hai của dạng 2. Cho hình chớp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB bằng A, AD bằng 2A. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Đường thẳng SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 60 độ. Tính thể tích của khối chớp SABCD. Thì bài này cũng có một điểm kiến thức, đó chính là góc giữa SC và mặt phẳng đáy. Thì chúng ta cũng xác định tương tự như bài trước. Đầu tiên ta tham khảo về hình vẽ. Thì ta thấy mặt phẳng SAB sẽ vuông góc với lại mặt phẳng ABCD theo giao tuyến
đó là AB. Đồng thời tam giác SAB là tam giác cân tại S. Cho nên nếu H là trung điểm của AB thì SH sẽ vuông góc với AB. Và do SH vuông góc với AB nên SH sẽ vuông với ABCD và SH sẽ là đường cao của cái khối chớp này. Để ta vào lời giải chi tiết. Ta gọi H là trung điểm của AB nên ta sẽ suy ra được SH vuông góc với ABCD. Và áp dụng định lý Pythagore trong tam giác BCH thì ta sẽ tính ra được cái đoạn CH sẽ bằng A căn 17 chia 2. Và từ giả thiết thì chúng ta sẽ có được là HC sẽ là hình chiếu vuông góc của SC lên mặt phẳng ABCD. Do đó, góc SCH sẽ bằng 60 độ theo giả thiết. Và chúng ta sử dụng tam giác SHC vuông tại H và có góc C bằng 60 độ, cho nên ta sẽ tính ra được SH. Nó sẽ bằng CH nhân tan 60 độ và bằng A căn 51 chia 2. Và ta đã tìm ra được cái đường cao của cái khối chớp. Đáy là hình chữ nhật, cho nên diện tích đáy nó chúng ta sẽ tính bằng AB nhân AD và bằng 2A bình phương. Và áp dụng công thức thì ta sẽ tính ra được cái thể tích của khối chớp này là A mũ 3 căn 51 chia 3. Ta sang dạng toán thứ 3, đó là thể tích của khối chớp đều. Thì ta nhắc lại, khối chớp đều là khối chớp như thế nào? Thì khối chớp đều là khối chớp, thứ nhất có đáy là một đa giác đều và hình chiếu của đỉnh lên đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Và khi đó ta có thể suy ra được là các cạnh bên của hình chớp đều này bằng nhau. Có nghĩa là khi một khối chớp là một khối chớp đều thì ta sẽ có thứ nhất đáy của khối chớp là một đa giác đều. Thứ hai là hình chiếu của đỉnh lên đáy trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy. Thứ ba đó là các cạnh bên của khối chớp này bằng nhau. Ta vào bài đầu tiên. Cho hình chớp tứ giác đều SABCD có cạnh đáy bằng 2A, cạnh bên bằng 3A. Tính thể tích V của khối chớp đã cho. Thì để vẽ cái khối chớp đều thì đầu tiên ta sẽ vẽ cái đa giác đáy và ta tìm cái tâm của đa giác đáy, rồi từ tâm đó chúng ta sẽ dựng một cái đường thẳng vuông góc với đáy. Rồi trên cái đường thẳng đó chúng ta sẽ lấy một cái điểm S, rồi từ S đó chúng ta nối tới các đỉnh của đa giác đáy thì ta sẽ ra được cái hình. Đây là hình chớp tứ giác đều. Ta lưu ý là tứ giác đều nó là hình vuông chứ không phải là hình thoi ha. Thì đa giác đều là một đa giác lồi có các cạnh bằng nhau và có các góc bằng nhau. Thì hình thôi nó chỉ thỏa mãn là có các cạnh bằng nhau thôi, chứ các góc nó không bằng nhau. Ta gọi O là giao điểm của AC và BD. Thì do SABCD là hình chớp đều nên SO sẽ vuông góc với ABCD, do đó SO sẽ là đường cao. Và đáy là hình vuông có cạnh là 2A, cho nên ta sẽ tính ra được AO sẽ bằng A nhân căn 2. Và xét trong tam giác SAO vuông tại O thì chúng ta sẽ tính ra được SO theo định lý Pythagore, nó sẽ bằng A nhân căn 7. Và từ đó ta áp dụng công thức tính thể tích của khối chớp thì ta sẽ ra được thể tích của khối chớp này bằng 4A mũ 3 căn 7 chia 3. Ta vào bài thứ 2 của dạng 3, tính thể tích của khối tứ diện đều cạnh A. Ta quan sát hình vẽ. Trong trường hợp này ta sẽ vẽ hình là đáy là tam giác BCD. Rồi chúng ta đi tìm cái tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác BCD. Trong trường hợp này nó cũng trùng với trọng tâm. Và từ cái trọng tâm này ta sẽ vẽ một cái đường vuông góc với mặt phẳng đáy. Rồi từ đó ta chọn cái đỉnh. Thì ta gọi tứ diện đều cạnh A này là ABCD cho dễ. Tại giả thiết của bài này người ta chưa có cho rõ cái khối tứ diện này có tên gì ha. Và ta gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Cho nên ta sẽ có AG vuông góc với mặt phẳng ABC. Ta xét tam giác ABG vuông tại G. Ta sẽ tính được AG bằng định lý Pythagore. Thì trong đó BG sẽ được tính bằng 2/3 lần độ dài đường trung tuyến kẻ từ B. Và đường trung tuyến kẻ từ B trong trường hợp này là bằng cạnh nhân căn 3 chia 2. Cho nên ta thế vô ta sẽ tính ra được nó là A căn 6 chia 3. Đó là AG. Và AG này cũng là đường cao của cái khối tứ diện đều. Cho nên ta thế vào công thức, ta sẽ ra được thể tích của khối này bằng A mũ 3 căn 2 chia 12. Thì các em có thể nhớ thuộc lòng cái công thức này trong trắc nghiệm cũng được. Đó là thể tích của khối tứ diện đều cạnh A. Nó sẽ bằng cạnh mũ 3 nhân căn 2 chia 12. Ta vào bài thứ 3 của dạng 3. Cho hình chớp tam giác đều SABC có độ dài đường cao bằng A. Diện tích mặt bên là A bình phương căn 39 chia 12.
tính thể tích của khối chớp đã cho. Thì bài này nó hơi khó hơn một chút xíu, là người ta cho cái giả thiết chính là diện tích của mặt bên nó bằng A bình phương căn 39 chia 12. Thì chúng ta vẫn đi tìm cái đường cao và diện tích đáy của cái khối chớp để chúng ta tính thể tích. Thì đường ta cao người ta đã cho bằng A rồi. Vậy vấn đề ở đây chúng ta sẽ đi tính cái diện tích đáy của cái khối chớp. Trước tiên chúng ta cũng vẽ hình, thì bài này hình vẽ tương tự những cái bài trên. Ta gọi H là tâm của tam giác đều ABC. Và ta gọi M là trung điểm của BC. Thì khi đó SH sẽ vuông góc với ABC theo giả thiết. Và khi đó SH sẽ bằng A, vì đề cho là đường cao của khối chớp này bằng A. Ta sẽ đặt cái cạnh BC này bằng chữ X. Khi đó ta sẽ đi tìm X này theo A. Ta có HM, nó sẽ bằng 1 phần 3 lần AM và bằng X nhân căn 3 chia 6. Ta xét tam giác vuông SHM vuông tại H có. SM nó sẽ bằng căn bậc 2 của SH bình phương cộng HM bình phương. Thì ta thế vô ta sẽ được nó sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng cho X nhân căn 3 chia 6 tất cả bình phương. Và giả thiết ta cho là diện tích của mặt bên nó bằng A bình phương căn 39 chia 12. Cho nên ta sẽ có được là diện tích tam giác SBC sẽ bằng A bình phương căn 39 chia 12. Tương đương 1 phần 2 BC nhân SM sẽ bằng A bình phương căn 39 chia 12. Có nghĩa là diện tích tam giác SBC sẽ bằng 1 phần 2 BC nhân SM. Và ta thế vào, ta sẽ được một cái phương trình. Trong đó có cái ẩn là X, còn A là người ta đã cho rồi. Thì chúng ta sẽ biến đổi. Cái khâu biến đổi này cũng hơi phức tạp một chút xíu. Và thầy đã rút gọn ra được cái phương trình bậc 4, phương trình trùng phương. Và chúng ta sẽ giải tìm ra được hai giá trị của X và ta nhận giá trị là A dương. Cho nên ta ra được X bằng A luôn. Và X bằng A thì ta sẽ suy ra được diện tích của cái tam giác ABC bằng A bình phương căn 3 chia 4. Rồi, vậy từ đó chúng ta sẽ suy ra được thể tích của khối chớp này sẽ bằng A mũ 3 căn 3 chia 12. Thì bài này nó hơi phức tạp một tí xíu, các em có thể xem kỹ lại ha, hoặc là chúng ta sẽ giải chi tiết nó rõ hơn. Có một số chỗ thì thầy biến đổi nó hơi tắt một chút, chủ yếu ở đây chúng ta sẽ lấy cái cách làm thôi. Chúng ta sang dạng 4 là thể tích của khối lăn trụ đứng. Thì thầy nhắc lại, khối lăn trụ đứng nó chính là khối lăn trụ mà có cạnh bên vuông góc với đáy. Cho nên trong trường hợp này, cạnh bên của cái lăn trụ nó chính là cái đường cao của lăn trụ. Ta vào bài 1, cho khối lăn trụ đứng ABCD, A phết, B phết, C phết, D phết. Có BB phết bằng A nhỏ. Đáy ABCD là hình thoi với AC bằng 2A và BD bằng A căn 3. Tính thể tích của khối lăn trụ ABCD, A phết, B phết, C phết, D phết. Thì ta nhắc lại, thể tích của khối lăn trụ sẽ được tính bằng công thức V bằng B nhân H. Trong đó B là diện tích của đáy và H là đường cao. Và trường hợp này, chúng ta xem cái hình vẽ. Và hình như giả thiết chúng ta đã tính ra được hết tất cả rồi. Đó là chúng ta có BB phết bằng A, nó chính là đường cao. Và diện tích của đáy là hình thoi, cho nên được tính bằng 1 phần 2 tích hai đường chéo. Do đó chúng ta tính được diện tích của đáy. Và áp dụng công thức V bằng A nhân A bình phương căn 3, ta sẽ ra được là A mũ 3 căn 3. Ta vào bài thứ 2. Cho hình lăn trụ đứng ABC, A phết, B phết, C phết. Có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A. BC bằng A căn 2. A phết B tạo với mặt đáy một góc 60 độ. Tính thể tích của khối lăn trụ. Trước tiên ta cũng vẫn phải vẽ cái hình này ra. Đây là khối lăn trụ đứng. Giả thiết người ta cho là góc giữa A phết B và mặt đáy là 60. Cũng tương tự như cái phần kiến thức trước, đây là góc giữa đường và mặt. Ta sẽ thực hiện cái lời giải cho bài này như sau. Do tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A và BC bằng A căn 2, cho nên ta sẽ suy ra được AB sẽ bằng với AC và bằng A. Và do đó diện tích của tam giác ABC này bằng 1 phần 2 A bình phương. Thì thầy lưu ý chỗ này, đối với tam giác vuông cân á, chúng ta có thể áp dụng cái công thức tính khi người ta cho cái cạnh quyền của tam giác vuông cân. Thì diện tích tam giác vuông cân nó sẽ bằng bình phương cạnh quyền chia 4.
thì ta sẽ tính nhanh hơn, thay vì chúng ta phải tính là cạnh góc vuông. Do A phết B tạo với đáy một góc bằng 60 độ, cho nên ta sẽ suy ra được cái góc là B, A phết, B phết sẽ bằng 60 độ. Và xét cái tam giác B, A phết, B phết vuông tại B phết, thì ta có B, B phết sẽ bằng A phết, B phết nhân tan của 60 độ bằng A căn 3. Do đó, thể tích của cái khối lăn trụ ABC, A phết, B phết, C phết là ta thế vô công thức sẽ tính ra được bằng A mũ 3 căn 3 chia 2. Ta vào bài thứ 3 của dạng 4. Cho lăn trụ tam giác đều ABC, A phết, B phết, C phết có diện tích đáy bằng A bình phương căn 3 chia 4. Mặt phẳng A phết, BC hợp với mặt phẳng đáy một góc 60 độ. Tính thể tích của khối lăn trụ ABC, A phết, B phết, C phết. Lời giải cho bài này như sau. Vì đáy ABC là tam giác đều và có diện tích là A bình phương nhân căn 3 chia 4, cho nên ta sẽ suy ra được cạnh đáy là A nhỏ. Ta gọi M là trung điểm của BC. Ta có BC vuông góc với AM và BC vuông góc với AA phết. Do đó ta sẽ suy ra được BC vuông góc với A phết M. Từ đó ta sẽ xác định được góc giữa hai mặt phẳng A phết BC và ABC. Nó chính là góc tạo bởi hai đường thẳng A phết M và AM. Nó chính là góc A phết MA và góc này bằng 60 độ. Ta xét tam giác A phết AM có AA phết sẽ bằng AM nhân cho tan của góc 60 độ và bằng A 3A chia 2. Từ đó ta tính được thể tích của khối lăn trụ ABC A phết B phết C phết là bằng A A phết nhân cho diện tích của tam giác ABC. Ta ra được kết quả là 3A mũ 3 căn 3 chia 8. Ta sang dạng cuối cùng của cái chủ đề hôm nay, đó là lăn trụ xiên. Ta vào bài đầu tiên. Cho lăn trụ ABC A phết B phết C phết có đáy là tam giác vuông cân, đỉnh A. Cạnh AB bằng A, cạnh AA phết bằng 2A. Hình chiếu vuông góc của A phết lên mặt phẳng ABC là trung điểm H của cạnh BC. Tính thể tích của khối lăn trụ ABC A phết B phết C phết. Đầu tiên, chúng ta vẽ hình và chúng ta lưu ý cái giả thiết người ta cho hình chiếu vuông góc của điểm A phết lên mặt phẳng ABC là trung điểm H của cạnh BC. Cho nên chúng ta vẽ tam giác ABC, chúng ta chọn H là trung điểm của BC và từ H chúng ta sẽ dựng một cái đường vuông góc lên, rồi sau đó chúng ta hoàn thiện cái hình. Thì chúng ta tham khảo hình vẽ. Và chúng ta sẽ giải bài toán như sau. Tam giác ABC vuông cân tại A. Ta suy ra được là BC nó sẽ bằng là A nhân cho căn 2. Tại vì người ta cho cạnh góc vuông nó bằng A. Và AH là đường cao cho nên nó bằng một nửa của cạnh quyền. Cho nên AH bằng một nửa BC và bằng A căn 2 chia 2. Và từ giả thiết ta sẽ có A phết H vuông góc với mặt phẳng ABC. Nên ta suy ra được A phết H vuông góc với AH. Trong tam giác A, A phết H vuông tại H, ta có A phết H sẽ bằng căn bậc 2 của A A phết bình phương trừ cho AH bình phương. Đây là định lý Pythagore và thế số cho ta sẽ tính ra được A phết H bằng A căn 14 chia 2. Và áp dụng công thức tính thể tích của khối lăn trụ, ta ra kết quả A mũ 3 căn 14 chia 4. Ta vào bài thứ 2. Cho hình hộp ABCD, A phết, B phết, C phết, D phết có đáy ABCD là hình thoi cạnh A. Góc BCD bằng 120 độ. AA phết bằng 7A chia 2. Biết rằng hình chiếu vuông góc của A phết lên mặt phẳng ABCD trùng với giao điểm của AC và BD. Tính theo A thể tích V của khối hợp. Thì bài này người ta cũng đã cho hình chiếu vuông góc của điểm A phết lên cái mặt đáy ABCD. Nó là trùng với giao điểm của AC và BD. Ta dựa vào cái hướng này để chúng ta vẽ cái hình. Thì các em tham khảo cái hình vẽ. Thì ta vẽ cái đáy là hình thoi ABCD. Rồi tìm giao điểm của hai đường chéo đó là điểm H. Rồi từ H chúng ta vẽ một cái đường vuông góc lên. Rồi chúng ta sẽ xác định các điểm khác. Thứ nhất, ta có diện tích của hình thoi trong trường hợp này. Nó sẽ là hai lần diện tích của tam giác BCD. Và tam giác BCD là tam giác cân và có góc C bằng 120 độ. Cho nên ta áp dụng công thức tính diện tích của tam giác và ta nhân 2 lần, ta sẽ ra được diện tích của hình thoi trong trường hợp này. Nó sẽ bằng là CB nhân cho CD và nhân cho sin của góc BCD và bằng A bình phương căn 3 chia 2.
ta gọi H là giao điểm của AC và BD. Và do cái hình thoi này có một góc là BCD bằng 120 độ, cho nên nó sẽ ráp bởi hai cái tam giác đều, cho nên ta sẽ suy ra được cái góc ABC sẽ bằng 60 độ. Và ta sẽ suy ra được là cái đường cao AH nó sẽ bằng 1 phần 2 của AC và bằng A chia 2 do tam giác ABC đều cạnh A. Và tam giác AH A phết vuông tại H áp dụng định lý Pythagore thì ta sẽ tính ra được A phết H sẽ bằng 2A nhân cho căn 3. Và từ đó chúng ta sẽ suy ra được thể tích V của khối lăn trụ này là bằng diện tích của ABCD nhân cho A phết H. Và ta ra được là 3A mũ 3. Thì vừa rồi thầy đã trình bày xong cái chuyên đề về thể tích của khối đa diện. Thì mong rằng qua chuyên đề này các em cũng phần nào nắm lại được kiến thức cũ, cũng như là nắm được cái kiến thức mới và áp dụng được kiến thức cũ để phục vụ cho kiến thức mới. Và chúng ta sẽ làm được tốt các cái bài kiểm tra cũng như cái bài luyện tập sắp tới. Xin trân trọng chào các em. Sở Giáo dục và Đào tạo Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thực hiện chương trình dạy học trên truyền hình để cung cấp kiến thức cho học sinh lớp 12 với 9 môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân, gồm 26 chủ đề môn học, mỗi chủ đề là 30 phút. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An sẽ phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình trong khung giờ từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút các ngày thứ Hai đến thứ Bảy trong tuần. Mỗi ngày phát sóng 2 chủ đề, tổng thời lượng 60 phút. Thời gian phát sóng từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2021. Sau khi phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình, đường link chương trình được đăng trên website, trang YouTube của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An, YouTube Long An TV của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, để giáo viên và học sinh tiếp tục tham khảo học tập. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An trân trọng thông báo.